nợ nợ ăn cho tao ăn hả mày. Ừ, vậy gán ăn đi cho cái lồn nó mập, đặng đi cài kiếm tiền góp tao nha. Đủ má ngày mai đó, 4-5 ngày rồi hả bá. Đù má hôm nay đẹp chứ ta. Còn mày 5 ngày đó mày đẹp, tiền đâu? Đây nè bà nội, 5 ngày nè, tôi đóng đủ chứ bộ. Tao mượn cho 1 triệu nữa đi, ngày đóng lại 20. Thôi đi ba, đừng ám con. Dịch bệnh này ba làm gì cái tiền mình 1 triệu ngày 20. Bức lông cặt đóng hay gì? Chú tiền góp, có 1 triệu làm thấy ghê. Ôi ôi, đụ mẹ mày, ý là có 1 triệu mà tao muốn lộn nơi vú ngã rồi đòi mượn thêm. Thử coi nhiều coi cái lồn tao lòi 8 sải không? Không cho thôi má ơi. Ôi ôi, tao bức mấy sợi lông tao cho mày. Đụ mẹ như má này nè, có 1 triệu à, 4-5 ngày không thấy đóng. Chạy da chóc dãy, lúc mượn thì lại dưới lồn lại lên. Còn lúc đóng thì lông lồn quéo lại. Ôi ôi, tao sợ quá trời đi, tao chưa nổi cơn tao lên nè, đụ mẹ. Mai tao đóng cho 2 ngày rồi. Đụ mẹ góp đều đều đi rồi tao thối tiền lại cho.